Những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội tự tin khoe chiến tích, bởi những thanh niên này cho rằng càng chặt được nhiều biển số, càng oai phong, tài giỏi. Vẫn là những biển số ấy cùng hung khí nguy hiểm, nhưng không còn ở ngoài đường, mà ngồi trong trại giam. Lúc này các đối tượng từ 13 đến 16 tuổi này mới thoát vai người hùng để nhận thức được hành vi vi phạm của mình. Em mục đích em đi chặt biển là mục đích chặt biển xong đi về chụp ảnh để lão ngoại. Mặc dù đã có một tiền án về tội cướp tài sản, nhưng Lê Tuấn Hà vẫn không có thái độ ăn năn hối lỗi hay sợ hãi nơi trại giam. Ngược lại, em cùng các bạn của mình còn bàn bạc rất kỹ lưỡng trước khi lên đường đi cướp biển số. Trước khi bọn em đi là bọn em bàn nhau là gặp tầm tuổi bọn em đi chơi bữa đêm là bọn em thấy là bọn em đuổi ạ. Cháu đi đến văn quán thì gặp một xe đi ba. Anh Tài anh thấy thế thì anh ấy đuổi theo cái xe kia. Còn xe anh Hà với anh Long đi đằng sau cháu. Mà cháu đuổi đến ngõ cụt thì ba thanh niên kia bỏ xe trèo vào nhà người dân. Xong anh Hà lấy kiếm chặt biển, còn cháu lấy kiếm chặt yếm xe. Cái kiếm thì em mua một tháng trước, mua ở trên mạng với giá 300.000. Mục đích của em là để nhà phòng thân ạ. Em có một sự cướp giật tài sản năm 2022. Do mà bạn bè rủ dê ạ. Ngay khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, nhận định đây là loại tội phạm đường phố, lực lượng cảnh sát hình sự công an quận Hà Đông đã có mặt tại hiện trường, nhưng nhóm đối tượng nghi vấn trên đã giải tán. Trước tính chất bất thường này, công an quận Hà Đông đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội tiến hành xác minh, xử lý tận gốc. Đối tượng thanh thiếu niên này thì về cái sự hiểu biết pháp luật còn hạn chế, do vậy là cái mục đích thì các đối tượng này đi cướp cũng để khoe cái chiến tích thôi, nhưng mà nó gây cái rất nguy hiểm cho các cái người đi đường. Thứ nhất là các cái đối tượng sử dụng xe máy, sử dụng hung khí đấy, đuổi và ép các cái bị hại đấy, sau đó là các bị hại chạy thì các đối tượng là chặt cướp cái biển số để khoe cái chiến tích trên mạng xã hội. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 5 đối tượng về hành vi cướp tài sản. Ngoài ra, một đối tượng khác dưới 14 tuổi nên công an quận Hà Đông đang lập hồ sơ đưa vào trường giáo dưỡng.